Okay, hello everyone. Welcome to CB Cycling KH. Yes, the long one. Okay, so today we're going to talk about CB Cycling KH. Chụp cho mũi nhôm, cổ lẹ, bạn. Thế này, thưa cả review căng mũi, căng propane club review cho đàn đòn chun này nó anh em mới. Chia sẻ ở nẹt đại trong lên nẹt đại trong và cuốn sập cáp năng, bạn. Chúng nè đây sản phẩm cá bản năng nưng cứ ai mở video này bạn bạn con này cứ chỉ con prophet giant XTC SLO chúng group giant từng ó vì mình chọn prophet mình chọn category còn tại con đây sản phẩm cá bản năng XC cross country sản phẩm hard tail nưng bởi dân bắt chết tung mà quan tình tuổi chạy tế con bộ phê này cứ chiếc con này miền trùm rơ là o xung rạp nè tạc ní nông ca chơi rơ tư ca bộ phút bạc chẳng đôi nhóm gì nông video môn môn chẳng ánh tu viết cứ chiếc tu phân à lôi mình nhóm à lôi vần tay mình mên à lôi kết đôi vụ chạy ăn tà lôn tế cứ à lôi SLO SLO mô bị bị Super Light Racing chúng con này cứ dùng phết con để tu viết trail hay viết rô loa rốt bàn lươn bạn hai con này cứ chỉ con để chạy chữ trí cho năm phí phân đập bùm phân đập bùm mùi đập phân bạn cứ con này cứ em hoàng ná hay chắc con này cứ có thuộc từ lên nơi kỳ đề rung thuộc từ ngang nơi kỳ đề rung hay có thuộc bàn champion mà chúng luôn đây à lời dân mơ dương mơ ca lên cường cắt rạp vô từ bì dốt chẳng ca lên cường phong đáy ca vô từ bì dốt nâng cư chỉ rừng mùi đài lõ đầy dương từ lên cường chạp bì XT rư co XT rư XTO bạn chẳng dương mơ nơi tí nì ca lên cường phong quạt bạn chẳng cư bốm cư cũng rạch mặt xôm nơi lai tế cư bô là ni cứ một phay bấm bơ gala hôm 8 pi bọc viên mà rồi rồi ta hay hay thông bộ ní trung vùng ní cứ bảo phay bấm bơ gala chẳng chạy anh HTC SLO 4 nâng thì trang sử dụng bọn đọc mùi đọc bọn đọc bây nâng cứ tèm phay bấm bơ gala tế cho tèm sử dụng bọn một phay pi mà phay mùi một phay pi bắn kì chạp đàm lăng một phay buồn bạn hay nhưng mà mơ này ní cứ gọt gặt ở khlấy rồi sử dụng rùi bọt bàn nông phần nạ phần nạ hay bởi dân một mơ prang prang ní cư kìa prang SLX SLX nâng cư dịp prang này dân phra mùi tế bạc chân SLX hay nâng XT cư dân chọc còn là chọc lúc lúc cư việc ba này bạc cư ạ bạc chọc bên ngay đôi dân âm thị bì rồi tế bạc chẳng ngay bạn nè bây giờ thị trang cư kì chạp đậm đại dân này dân hỏi nó có SLX XT rồi XTO đây rồi cả chạp viết cư miền lùm nâng chẳng hay dân mơ mơ đi ra cơ rồi đi ra cơ rồi có chìa bộ phết XT đấy cư XT đấy bạn để dân ách lăng mà đó bạn đó tự buôn lên bạn không biết bạn phí lệch bạn cho biết bạn phí lệch đôi đây nhóm này lệch bạn chẳng lăng buôn cho phí chẳng cư bộ quán bà tập bạc ca viết có lươn rõ hạt phòng đấy bạn hay có xét ní cư có đại ở tiêu cư xung rạp vô lưu bướn phơi liệt bạn hay bây giờ mà mơ tu viêu vinh cư tu ní cư chỉ tu original thân nam viên là dính ở tân miên cát đô thân nam y tế cư thân nam viết cư lại xo cặp xăng hay khám ảnh bạn hay con ní phòng đấy nên ạc nè mơ ấy cư tu bè viết sai âm cả đó có viết bảo thêm bởi gà lạc tại con sử dụng mấy mấy nâng cư ai đã chạp bị sai âm lớn rồi có bê khá chạy ăn lên ít sai ếc có đạm phình bờ là nó đạm phình bốn này khó phải ai tè cần đàn đào hay đừng trạch tế tại sai ếc cứ bị đạm phình bờ lại phình bờ là hai bạn hay dân mơ mơ cái này với bạn
ជគង់គាត់ដែលប្រើនៅទីនេះគឺជាជគង់ XT ដូចគ្នាជគង់ XT នេះគឺជា XT ដែលមានថាស34អញ្ចឹងគឺ34គឺយើងស្រួលក្នុងការប្រយុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកប្រយុទ្ធតាមប្រៃភ្នំអូសរ៉ូតចង្កលអីគឺអេមហើយបើរត់នៅលើផ្លូវលេខ1គក់គឺរៀងលំបាកបន្តិចគឺគាត់ត្រូវដាក់ដល់ទៅ36ថ្មិញបាទ36ទិញឬ38ថ្មិញបាទហើយឥឡូវយើងមកមើលឌីយ៉ាក្រោយបាទឌីយ៉ាក្រោយនេះបាទអូបាទគឺយើងប្រើលក្ខណៈថាមកចាក់ដៃហើយបាទកាលមកមើលថ្មិញឌីយ៉ានេះក៏កង់ពូលីនេះក៏ដឹងដែរថាការប្រើប្រាស់កម្រិតណាបាទมันធម្មតាទេបាទសឹកលត់ស្រួយទេបាទហើយឌីយ៉ា XT នេះគឺវាប្រតិបត្តិការវាគឺលឿនមែនទែនបាទខ្ញុំចូលចិត្តមែន XT បាទប្រើវាហើយគឺយើងអត់ចង់ប្រើអាសរីក្រោមនឹងទៀតទេគឺយើងប្រឡាញ់អានេះដែលស្ដារតែការលេងហ្នឹងគឺវាលឿនប្រហាក់ស្រួលហើយយើងមើលលីបនេះទៀតសតគឺលីប11លេខហើយថាសធំវាហ្នឹងគឺ42ដូចកង់ខ្ញុំដែរបាទហើយនៅពេលដែលជិះពូអននេះហើយប្រើគ្រឿងអស់នេះហើយគឺយើងពិបាកត្រឡប់ទៅជិះគ្រឿងធម្មតាវិញណាបាទព្រោះគ្រឿងនេះជិះទៅដាក់ច្រោកខ្ញុំនៅពេលដែលដូរអានេះឡើង XT នេះគឺឈប់ចង់ជា9លេខហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងកំផែងឡើងអីគឺនេះគឺឡើងស្រួលមែនទេបាទហើយយើងមើលដុំអូដុំនេះដុំប្រដាង Cruiser XM409 បាទមើលសំឡេងរ៉ែផងវាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញច្រើនហើយក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំប្រើដុំរ៉ែនេះគឺថតបានច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រៀបកង់ប្រយុទ្ធគឺអានេះគឺជាគាត់ថា idea មួយទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនដែលមានបាត់ចិត្ត open បងប្អូនឡើងទៅដល់ឯ champion ទៅ HTC champion ទៅគឺល្អបាទតែចំពោះអ្នកដែលមានបាត់ចិត្ត low ហើយចង់រៀបផ្សេងប្រយុទ្ធគឺអាចមើលនេះបានចៃអិនគឺចៃអិន HTC SLR ហើយប្រើគ្រឿងហ្នឹងគឺប្រើគ្រឿង XT ទៅបាទតែបើយើងហ្វឹកហាត់ពេលហ្វឹកហាត់គឺយើងអាចដាក់ត្រឹម DO ក៏បានដែរពេលហ្វឹកហាត់តែពេលដែលប្រកួតគឺយើងត្រូវការប្រើគ្រឿងអស់ទាំងហ្នឹងអូខេវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា CB Cycling KH ដែលយើងចែកមើលពីកង់និយាយខ្លះៗអំពីកង់ចែកជូនបងប្អូនដែលចង់ចូលដល់តាមពីកង់ហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅ Valley Cafe ស្ដុករបស់គេដែលនៅទីនេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជួលកង់ជួលថែទាំហើយនឹងមានកាហ្វេឆ្ងាញ់ហើយក៏មានអេសេសរីមួយចំនួនផងដែរបាទហើយមកលេងសៀមរាបត្រូវការកង់ត្រូវការហ្គាយអីអាចទាក់ទងមកពួកយើងខ្ញុំបានបាទអូខេបាយ